Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tin cực nóng, cuối cùng Trung Quốc cũng chịu cho đập Tam Hiệp xả lũ vì mưa lớn bất thường trong những ngày vừa qua. Đây là đợt xả lũ lần đầu tiên trong lịch sử, khiến một thành phố của Trung Quốc bị nhấn chìm, hàng ngàn căn nhà bị cuốn trôi, thiệt hại do xả lũ đập Tam Hiệp là không thể đong đếm được. Thưa quý vị, theo tờ Nhân dân Nhật Báo vào sáng ngày hôm qua cho biết, giới chức của Trung Quốc bắt đầu cho đập Tam Hiệp mở hai cửa xả nước. Đây là lần đầu tiên con đập Tam Hiệp này xả lũ trong năm nay, nhằm ngăn chặn nguy cơ lũ lụt vì trong những ngày vừa qua, Trung Quốc liên tục hứng chịu một lượng mưa rất lớn, vô cùng lớn. Các nhà quan sát cho biết, việc Trung Quốc xả lũ không liên đới gì tới Việt Nam, nghĩa là Việt Nam không bị ảnh hưởng gì từ việc đập Tam Hiệp xả lũ. Nhưng các nhà quan sát lại cho biết một chi tiết quan trọng như sau. Bầu trời đang u ám và những cơn mưa to kéo dài bắt đầu từ Trung Quốc đang tràn sang Việt Nam. Dự báo trong một tuần tới, Việt Nam liên tục ngày nào cũng có mưa to, gió lớn. Mọi người đề phòng lũ quét và sạt lở đất, nhất là những tỉnh biên giới Tây Bắc, giáp danh với đường biên giới với cả Trung Quốc. Thưa quý vị, cho đến bây giờ, ai cũng biết Tam Hiệp là con đập lớn nhất trên thế giới. Nó được xây dựng trên con sông Dương Tử, hay còn gọi là con sông Trường Giang, một trong những con sông lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất của Trung Quốc. Nó được xây trên đoạn sông chảy qua thị trấn Tam Đậu Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc. Nơi đây cũng chính là nơi mà dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên trên thế giới. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo cho biết, việc mở hai cửa xả nhằm giảm áp lực từ lượng mưa lớn đang đổ lên con sông Trường Giang và đảm bảo hồ chứa nước đập Tam Hiệp có đủ khả năng ngăn lũ. Trước đó, mực nước ở hồ đập Tam Hiệp lên tới 147m, cao hơn mực nước cảnh báo lũ lên tới 2m, dẫn đến nhiều nguồn tin cho rằng con đập này đang biến dạng và nhiều khả năng bị vỡ, do vậy người dân nên sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, theo tờ báo South China Morning Post của Trung Quốc đã trích dẫn lời của một nhà nghiên cứu mang tên là Quách Tuấn, thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn của Trung Quốc đã ra thông báo bác bỏ thông tin đồn nói trên và khẳng định con đập Tam Hiệp vẫn còn nguyên vẹn. Nó có thể chứa một lượng nước lớn hơn rất nhiều so với cả thiết kế ban đầu. Nhiều khu vực thượng nguồn sông Dương Tử đang trải qua mùa mưa lũ lịch sử, lũ quét, sạt lở đất ở thành phố Trùng Khánh, Tứ Xuyên liên tiếp xảy ra gây thiệt hại vô cùng nặng nề. Hiện Trung Quốc không chỉ đối mặt với sạt lở đất đá nghiêm trọng ở gần con đập Tam Hiệp, mà mực nước tại tất cả các con sông lớn bé khác thuộc 80 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc cũng đang ở cấp độ báo động khẩn cấp, khiến giới chức của Trung Quốc như ngồi trên đống lửa. Theo Bộ Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, đợt mưa lũ bất thường kéo dài suốt 30 ngày vừa qua hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nó đã khiến cho ít nhất hơn 100 người thiệt mạng. Gần 800 triệu người dân tại Trung Quốc đại lục ở 28 tỉnh thành bị ảnh hưởng, trong đó có hàng chục triệu người phải đi sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, hơn 9.000 ngôi nhà bị đổ sập và hơn 10.000 ngôi nhà khác bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại về kinh tế là không hề nhỏ, lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện giới chức của Trung Quốc nói rằng thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết các tỉnh miền Trung, miền Nam và miền Đông của Trung Quốc sẽ tiếp tục có những trận mưa lớn kéo dài trong tuần tới, trong đó một số nơi lượng mưa từ 40 đến 60 mm trên giờ. Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế cho biết, hiện mưa bão bên Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lan sang Việt Nam bởi vì trên hình ảnh vệ tinh cho thấy một số tỉnh ở khu vực phía bắc miền núi của Việt Nam từ ngày mai sẽ xuất hiện những trận mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Trong khi đó, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc hôm qua lại tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn liên tiếp trong những ngày tiếp theo. Cảnh báo mưa lớn màu xanh tiếp tục được Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc phát đi vào 6 giờ sáng giờ địa phương. Cảnh báo này đã được phát đi liên tiếp trong những ngày vừa qua cho đến tận hôm nay. Một động thái hiếm gặp ở Trung Quốc, điều đó cho thấy rằng mưa lớn, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần đang ập đến Trung Quốc một cách hết sức tồi tệ. Và điều nguy hiểm hơn đó chính là nó sẽ lây lan sang Việt Nam trong một vài ngày tới. Theo đó, hàng loạt các tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến sẽ có mưa to đến rất to, trong đó các địa phương như Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc có nơi lượng mưa lên đến 100-150mm trên một giờ.
Trong số các tỉnh xảy ra mưa lớn những ngày tới ở Trung Quốc, có hai tỉnh như Vân Nam và Quảng Tây tiếp tục đón những cơn mưa xối xả. Điều đáng chú ý là hai tỉnh trên giáp danh với cả Việt Nam, vì thế mà các tỉnh phía Bắc của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, bị những cơn mưa và bầu trời u ám của phía Trung Quốc lây lan sang. Dự báo từ nay đến một vài ngày tới, những tỉnh phía Bắc của Việt Nam sẽ đón nhận những trận mưa to và mưa rất to. Thưa quý vị, hôm qua, truyền thông của Trung Quốc chính thức lên tiếng con đập Tam Hiệp đã tiến hành đợt xả lũ đầu tiên trong năm nay. Giữa bối cảnh, có nhiều lo ngại và đồn đoán rằng khả năng con đập này sẽ bị vỡ là rất cao. Con đập Tam Hiệp được biết đến là một trong những công trình lớn nhất trên thế giới, nằm chắn ngang con sông Trường Giang của Trung Quốc, đã trở thành trung tâm và sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông quốc tế. Trong những ngày gần đây, khi tình hình ngập lụt được ghi nhận tại nhiều nơi nằm ở hạ nguồn con đập này, chắc hẳn quý vị đã nghe tới vấn đề con đập Tam Hiệp và tình hình lũ lụt của Trung Quốc trong những ngày vừa qua, khi mà truyền thông trên toàn thế giới đều đồng loạt đưa tin. Nhưng rất ít các bạn biết rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc xây dựng với mục đích gì. Thì xin thưa với quý vị rằng, con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc được xây dựng với 3 mục đích chính là sản xuất điện, kiểm soát lũ và hỗ trợ giao thông đường thủy. Nhật báo Kinh tế của Hồng Kông đã bình luận, mưa lớn ở miền Nam không ngừng và thách thức năng lực chống lũ của con đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Giới quan sát trong thời gian vừa qua đã đặt nghi vấn liệu lũ lụt trong những ngày vừa qua ở các địa phương nằm gần con đập Tam Hiệp có liên quan tới việc con đập này xả lũ hay không. Hãng tin Tân Hoa Xã đã đưa tin đập Tam Hiệp tiến hành xả lũ lần đầu tiên trong năm nay. Hãng Tân Hoa Xã cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những khu vực trung và thượng lưu sông Trường Giang trong suốt một tháng vừa qua, lượng nước đi vào hồ chứa đập Tam Hiệp không ngừng tăng. Để giải thoát một lượng nước khổng lồ gây lũ lụt cho tương lai, thì con đập Tam Hiệp đã được mở cửa và xả lũ, các nhà quan sát cho biết. Trong khi tất cả các tờ báo chính thống cũng như là đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV không hề có đưa tin về lũ lụt, lũ quét ở Trung Quốc mà họ chỉ đưa tin về những trận chiến ở ngoài Biển Đông hay những xung đột căng thẳng bạo loạn ở Mỹ. Họ hầu như bưng bít các thông tin về lũ lụt của Trung Quốc, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh ở Bắc Kinh giai đoạn này. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất hay và rất nhiều người quan tâm đến con đập Tam Hiệp mà đến bây giờ quý vị đều không có một ai biết đến. Đó là ý tưởng xây dựng con đập Tam Hiệp sông Trường Giang đã có cách đây hàng trăm năm. Vào năm 1918, nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn đã đề xuất xây dựng con đập này. Sau đó, nhiều chuyên gia tiến hành khảo sát và lên kế hoạch xây dựng. Tuy nhiên, vì những lý do lịch sử và thiếu nguồn lực, con đập vẫn chỉ là một giấc mơ xa của phía Trung Quốc đại lục. Trước khi con đập Tam Hiệp được xây dựng, người dân sống ở vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang đã chịu thiệt hại nghiêm trọng về cả người và cả vật chất do lũ lụt gây ra. Chỉ năm 1931, lũ lụt đã phá hủy 333.000 đất trồng trọt và cướp đi sinh mạng hơn 145.000 người. Đến năm 1953, lãnh tụ Mao Trạch Đông hồi sinh dự án và chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi của một số đỉnh điểm đập Tam Hiệp. Dự án bắt đầu lên kế hoạch chi tiết vào năm 1955, phe ủng hộ khẳng định đập nước sẽ giúp kiểm soát lũ dọc hai bên sông Trường Giang, thúc đẩy thương mại nội địa và cung cấp phần lớn điện năng cho miền Trung của Trung Quốc đại lục. Ở chiều ngược lại, những người phản đối lo lắng nguy cơ vỡ đập và hậu quả khủng khiếp của nó về việc khoảng 1,9 triệu dân của Trung Quốc sống dọc hai bên sông bị mất chỗ ở, về việc phá hủy cảnh quan tự nhiên và các khu di tích lịch sử khảo cổ học và kiến trúc học, tác động môi trường của dự án thì không thể đong đếm nổi. Nhất là với quy mô lớn đó, giới khoa học lo việc tích tụ một lượng nước khổng lồ như thế sẽ gây ra động đất và sạt lở địa hình, những nguy cơ vốn tăng dần theo thời gian. Không phải tự nhiên mà tổ chức sông ngòi của quốc tế gọi đập Tam Hiệp là hình mẫu của thảm họa, nhất là nó được coi là tử huyệt của phía Trung Quốc. Điều đó cho thấy rằng Ngân hàng Thế giới World Bank cũng đã từ chối cung cấp tiền cho dự án, với lý do quan ngại sâu sắc về tác động môi trường và nhiều yếu tố khác. Được biết, thời đó nhiều kỹ sư của Trung Quốc và nước ngoài kêu gọi chính phủ của Bắc Kinh không nên bỏ nhiều tiền ra để xây dựng con đập Tam Hiệp bởi vì nó chính là tử huyệt của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ của Bắc Kinh thời đó không nghe theo những lời khuyên, những lời chỉ dẫn của các nhà có chuyên môn khoa học.
mà họ vẫn tiếp tục cho xây dựng con đập Tam Hiệp, để bây giờ nguy cơ bị nhấn chìm Trung Quốc là không thể thoát khỏi. Vì có nhiều vấn đề nên dự án bị trì hoãn đến gần 40 năm, và đến năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng đã thuyết phục được Quốc hội của Trung Quốc thông qua dự án, nhưng cũng có đến gần 1/3 đại biểu của Trung Quốc phản đối hoặc không thèm bỏ phiếu, điều ít thấy trên chiến trường của Trung Quốc. Và trong lễ động thổ công trình năm 1994, giới quan sát lưu ý rằng Chủ tịch Giang Trạch Dân đã không xuất hiện cùng Thủ tướng Lý Bằng, nhưng dù sao dự án vẫn được tiến hành. Dù trong suốt thời gian xây dựng con đập đã có không ít những scandal và tham nhũng đội vốn nổ ra, nhưng nó vẫn được hoàn thành. Nhiều lo ngại về con đập Tam Hiệp bắt đầu râm ran vào mùa hè năm 2019 sau khi ảnh vệ tinh ghi nhận thân đập có vẻ bị lõm do sức ép của nước, nhưng các nhà chức trách đã bác bỏ khẳng định đập vẫn an toàn. Đến mùa mưa năm nay, tình hình càng trở nên tồi tệ và xấu hơn. Trận lũ kỷ lục trong vòng 100 năm ở miền Nam Trung Quốc thời gian vừa qua là thử thách lớn đầu tiên của công trình Tam Hiệp. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Tài nguyên nước Trung Quốc, ông Yang Chun cũng thừa nhận mực nước ít nhất trên 150 con sông ở Trung Quốc đã dâng lên mức báo động đỏ, chứng tỏ khả năng kiểm soát lũ của con đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Nhà khoa học Trung Quốc ông Chen Zhong, một chuyên gia thủy văn, cảnh báo rằng con đập Tam Hiệp thật là không ổn định khi như người ta đã tưởng tượng. Vâng, thưa quý vị, ngay từ đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn sẽ đặt ra câu hỏi, vậy con đập Tam Hiệp khi nào bị vỡ, khi nào bị hư hỏng và khi nào bị phá hủy? Thì xin thưa với quý vị rằng câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp, tất cả đều phụ thuộc vào mẹ thiên nhiên, mưa lũ và tình hình động đất, sóng thần ở Trung Quốc trong những ngày tới đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.